Xin chào mọi Xin người. Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ ăn cơm với cả kho và cả cái bông cải xay này chống được máu. Đây, mình đã làm một chén được máu gừng tỏi ở đây. Thì gia cô cũng ăn cái cả kho rất là nhiều lần rồi nhưng mà cái cả bông lau này thì chưa ăn bao giờ. Để hôm nay xem thử là gia cô có ăn được nhiều không nhá. Chúc ăn ngon. Chúc cho ăn ngon. Mời mọi người ăn với vợ chồng mình nhé. Xong rồi tên xem. Xin coi thử bản đặc này. Ngon quá hả? À, nhìn ngon hả chồng? Có sự mềm, tiêu có sự thịt chả rất là chắc luôn. Thơm. Thơm hả? Úi, có mặt đó. Ngon nhất. Ngon nhất luôn. Ngon nhất. Paras kaako resepti ikinä. Kaikki muutkin tykkää. Joo. Olet kai enää. Kaiko? Kai. Tuohan. Hơi cay. Hơi cay. Hơi cay. Cá này mình khó ấy. Có vị hơi ngọt ngọt một tí. Thường ở bên Trung kho cá thì là nó có vị mặn nhưng mọi người không? Lúc mà mình ở Sài Gòn ấy thì mình kiểu như ăn cái gia vị của Sài Gòn nó cũng hơi hơi ngấm vào người cho nên là mình cũng ăn có sự hơi ngọt hơn so với người miền Trung thật sự một tí. Còn bọn mình kho cá thì mặn hơn rất là nhiều. Ai quan bên thì sao xua chứ? Còn bên là anh nên mặn xua là chan và hành mặn kệ. Nhiều mà. Nghe hơi bận. Chan etala. Nhiều. Etala biết nào? Cùng biển Paran. Etala vậy. Etala. Mà chơi bù em thì nó là mặt ăn huy vậy. Nó câu hỏi là cả miền nào thì kho thể ngon hơn. Mình bảo miền nào cũng ngon cả. Bữa cơm đạm bạc. nói là đạm bạc chứ cũng không có đạm bạc ha chồng. Simple mà thôi bạn. Cái này là nước bông cải xay nước mình có nếm một chút muối với lại thêm một chút chanh. Na cho nó chua lại ạ, đi mẹ tắm. Đúng rồi. Trong ăn nhiều bao? Ăn thôi. Wow, quá là nice vậy. Thịt không? Thịt béo không? Thịt béo. Miếng này nó có mỡ, nguyên cái miếng mỡ trắng này. Thì là mỡ tốt sơ thôi. Nó luôn lại. Nhiều. Nhiều mỡ. Mình thấy tỏ này hữu bà lý hả? Thịt, thịt cá dôi. Thịt cá ngon. Thịt cá ngon. Trong thịt ăn cả kho không? Trong thịt ăn cả kho hả? Cả kho ngon quá. Cả gì? Tuần này có lắm. Cả bông lau. Ây ơi, tuần này có lắm. Chứ nó có nghĩa là cả thú ngư nhưng không phải. Cả này cả bông lau. Mà không biết mấy cái thêm như mì. Chua mẹ. Tại giờ có cô ấy ta sẽ biết lắm. Ủa, cái tuần nó sửa. Siitä tulee se gelatiini. Mun mielestä gelatiini tulee ihosta. Se tulee sijaan ihosta, mutta vähän saman tyylinä.
Ngon quá mọi người. Quả ngon. Ngon không? Ngon. Cho thấy ngon không? Ngon quá. Bây giờ là chắc là 6 giờ tối mọi người ạ. Được cho hoặc cho đoàn em có kéo là củ. Ngon, ngon. 6 rồi. 6 giờ rồi. 6 giờ rồi. Nhiều hơn hả? Đây là gì? Đồ trong đây là gì? Đây là gì rồi? Bông cải xanh. À, xanh kè. Bông cải hả? Bông cải xanh. Xanh hơn vịt đấy á. Bên sắc. Bông cải hả? Nè. Bông ăn xì xem cúc cà ngắt cái này. Một cải ăn xem cắt vì sợi gì? Cắt vì sợi mì. Nhiều hết sao bông cải xem. Bông cải xem màu xem. Tốt. Cả cái thịt cả nó sáng chắc đúng không? Kêu cả. Ôi, tôi sẽ hay lọc, để lìa bỏ lại. Ấy ơi, bỏ lên. Mấy cái gì? Lua tôi á. Lua tôi á. Ấy lua tôi á. Rồi ta ai yksi iso. Ihmeellistä lihaa. Cái này là người Tây là thích ăn, ăn cũng được, mọi người dễ ăn. Người không có nhiều sướng hết. Tương cả miếng thịt nó như thế này luôn. Đúng không? Cô còn ăn đi hả? Hết một chuyện. Đúng thế đó. Thường cả nay mà muốn ăn ngon á là mình thường ví dụ hôm nay mình ăn là mình sẽ nấu. Trưa nay mình ăn thì tối là mình là tối hôm trước là mình sẽ nấu. Để qua đêm nó sẽ thấm mọi người. Chứ mà cả nay mình thấy khó liên ăn nó thịt nó không có sáng chắc và không có thấm đâu. Terveellistä ja herkullista. Nhà con này ăn cái này là tốt cho sức khỏe và ngon. Vừa tốt sức khỏe vừa ngon. Đồ ăn không? Kiitos. Viimeinen pala. Kaakos on rai. Bây giờ phía sau cái điện thoại là nó có cái đèn led đó mọi người. Nếu mọi người xem thấy chất lượng video, comment cho mình biết xem thử chất lượng video nó có tốt hơn không nha mọi người. Bây đầu tiên sai. Tôi hôm nay là tầm 21-22 độ.
tää 21 22 astetta tänään. About joo. Vẫn còn 21 độ, 22 độ. Hắn sẽ đi xa cơ lắm. Ei, kiitos. Chui nauroi. Nauroi kohta. Sắp gần nauroi. Kohta. Kohta vielä. Sắp gần nauroi. Ei, gần tai sắp ei molemmat. Sắp nauroi. Sắp nauroi. Ăn đồ ăn Việt Nam là ngon nhất. Nga mình là vẫn thích ăn đồ ăn, vẫn thích ăn đồ ăn Việt Nam. Trông thích ăn đồ ăn Việt Nam không? Thôi. À? Đi ăn không? Trông thích ăn. Chờ không chết rồi. Chờ chết. Vừa hỏi là tức ca sao về mình là cái sao luôn. Aika peitto. Voimme vähän maistaa. No kiitos. Tö. Tö mi. Tö keitto. Tosi hyvä. Kevyt. Tö ei ole ngon. Ăn cái này là như ở nhà, cơm ở nhà. Nhà mình thôi. Lúc nào cũng kiểu luộc xong rồi lấy nước luộc rau lăm cánh. Ta lipa một xe ta cái xe bạn cái này nếu nước mắm tương ớt tương ớt ớt hả cái cà rốt chili ớt ớt tương ớt nước mắm gừng tỏi ở đâu? Đúng rồi. Nước mắm gừng tỏi ở. Cái này là vẫn ăn. Thân của cái bông cải. Toàn giỏi quá ha. Đồ ăn giỏi. Hát xuyên tới xin hình. Có làm được. Có ăn đi cơ mà. Cái cánh này vì là chúa mọi người. Hút vào nó sướng đi đâu. Näin. Refreshing. Tosi hyvä. Kevyt. Kevyt laji. Thanh. Nhà về thanh. Thanh mát. Thanh mát. Nó không? Nó, chắc nó rồi. Đồ ăn nhồi quá. Cho xin cơ bản. Đi đây. Thăm mày. Ăn ngay rồi. Dứa màu vàng này mọi người. Này màu vàng. Màu vàng. Ăn nó cũng thơm với ngọt giống như kiểu dưa đỏ bình thường ấy. Nhưng mà nó màu vàng. Ngọt và mềm. À, ngọt và mềm à. Ngọt.
Quả này là giá cô chó nè mọi người. Kiểu dùng cái đập 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 vào cái quả. Cẩn thận. Trong chế cái này. Sao vào lịch chịt. À, này yêu cô bụt tê lê. Là vô ngoài quả để mà nghe cái tiếng đó mọi người. Xong rồi biết quả nào là chín, quả nào là không. Nhiều nước á, ngoài vỏ mỏng á. Tôi xin ô hồi. Ồ, tôi xin. Cua rồi. Nhiều nước quá. Nhiều nước hả? Ồ. Dưới đây còn có hột nhỉ. Bái lên xem mày nè. Còn có. À. Ta sẽ yêu. Để quay cho không có hả? Ta sẽ yêu. Cùng hơi, cùng có hột. Đẹp. Wow, mát. Chúc ngủ ngon. Ăn xong chúc ngủ ngon. Ăn ngon và đi ngủ. Trong buồn ngủ chưa? Vô buồn ngủ. Quên cho buồn ngủ. Trời còn nắng. Quay video phải đóng hết cửa lại mọi người. Tại vì mở cửa ra gió gió to đó, vù 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 ấy. Quay vào video là nó sẽ không nghe tiếng mình nói gì luôn. Hàng có bắp đấy. Dạ. Chào anh nói chưa? Nói rồi hả? Đây thì chào tạm biệt mọi người anh. Cảm ơn bữa yêu. Cảm ơn chồng. Miệng dơ. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video. Hôm nay thì cho Gia Cô ăn thử thì có vẻ Gia Cô rất là thích ăn hết cả hai và cho ăn hết một kỳ dĩa cả luôn. Hẹn mọi người trong những video lần tới. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Subscribe kênh này. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ với chồng mình nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt.